chị ấm nơ không phải, không ai hát như thế cả, phải hát nghe này. Chị ấm nâu 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 nâu, chị bay đi đâu, chứ không phải là hứa ở đâu, được chưa, lại nhá. Chị ấm nơ chú nhi mà có lại đi. chị ấm nơ Em bị thất tình à? Hát vào đi bẩn. Tôi thì muốn hát nào thì hát đi. Nào. chị ấm nơ trên những cành hoa em đã thấy chị bay. Em bị thất tình à? Hát vào đi bẩn. Tôi thì muốn hát nào thì hát đi. Nào. chị ấm nơ 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 chị bay đi đâu về đâu chú gà trong ông mặt trời mới dậy mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay. Vâng, xin chào 500 anh em. Vừa rồi là một clip vui vì thấy trên mạng đang hot mấy ngày qua nên là thấy vui thì mình cũng cover lại thôi. Thực tế mình vừa ngẫu hứng thì thấy hay quá thì làm. Đây chiếc quần đùi. Quần đùi thì hóa trang thành em gái hát bài chị ong nâu 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 nâu. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy xin cho một like để ủng hộ clip vui của mình. Vâng, xin dành cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Xin hãy chào các bạn.